Tiên xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên. Buổi trưa cô chú anh chị đây. Lại bên kia. Mưa miền đôi nhé, 5 người làm xuân. Đứng lớp này đúng không em? Chị đi chứ. Mình ở đâu đến chứ? Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có ba bên đường à, hai ba ngàn nha, hai ngàn nha. Mở cái khẩu trang ra bà nội. Mở khẩu trang ra. Mở khẩu trang ra tí thôi. Gì đâu. Ghiền dữ lắm mà không mở khẩu trang ra. Dạ. Ghiền dữ lắm. Má chị nhà ở Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi. Ờ vậy rồi. Nè. Mà cô chuẩn chỗ này điện khu này luôn. Nắng quá chừng luôn cô chú anh chị. Là mấy cô chú anh chị họ đang ở thành phố ha, về viếng chú Dũng Linh. Đây luôn ha. Lần đầu tiên mới. Nắng lắm nha cô chú chị. Nắng quá. Anh Thành đội cái nón đẹp quá à. Đưa đưa khẩu trang đây. Thắng từ đưa khẩu trang. Anh Thành để tay rồi. Rồi, ba kiểu sai sai. Kết thúc không? Không. Chụp trời, đẹp. Tao Huyền chụp đẹp quá trời luôn. Huyền mặc bộ đồ đen nổi hơn là màu da trắng. Ủa chị chú người gì hả? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Chú về đây lâu chưa chị? Mới về bộ hôm kia. Dạ. Mới về bộ hôm kia. Dạ. Mới về 1:30 mới xuống sân bay hôm kia. Dạ. Chắc ở đây ăn Tết hả chị ha? Không, đi về một đấy rồi, đi về một tháng. Dạ, một tháng. Cái công nghệ livestream bán hàng nó phát triển rất là mạnh lắm. Em ra công viên ở ngoài Hàn Quốc là vừa mấy chục YouTube nó ngồi đầy rồi đó, nó từ livestream vậy đó. Yeah. Ở Việt Nam mình đâu. Nam mình là chuyện nhỏ. Mời nó rồi chú về cô chú anh chị ơi. Chú ở Hàn Quốc về ha, về hôm kia. Ông Mạnh làm gì chạy ghê à? Biết đâu. Hết hồn. Đó cô chú anh chị ơi. Từ Hàn Quốc lên ha.
Ghé chỗ nào ăn anh ơi. Ghé chỗ nào ăn á. Hồi nãy tự nhiên cái lại chú vô lên xong cái dập mình quay tự nhiên cái lại mình thấy lật đật né nó hết hồn vô trong nữa coi như là phép thật sự đúng không ở quốc á mà nếu mình là không có dạ bây giờ lên luôn chiều gì 10 phút nữa lên luôn bye bye mấy chị nha. Tên YouTube để đi vô hả? Dạ em là Nhịp Sống New. À, Duy Minh Vlog. Nhịp Sống hả? Thiền Tiên Vlog. Nhân thế nào cũng có hết trơn á, là gì theo dõi là 24 đến 24 luôn à. Ủa vậy hả? Biết kênh tụi em không? Nhiều kênh lắm, nhiều rất là thay ra miễn có chủ Linh là coi thôi. Dạ, chị có đi bộ nha. Đi bộ chú Linh nha. Rồi em chào chị nha. Bye bye. Dạ, bye bye các chị. Coi nhiều kênh lắm mà không biết kênh nào. Chiếc lướt là thấy kênh nào coi cái đó luôn. Rồi bây giờ đi về cô chú anh chị ơi. Trời nắng quá chừng ha. Hình như là không biết ở nhà hết dù chưa ta. Em nhớ hình như là cái dù tím đó hình như còn ha. Cái dù tím nó dù tím nhỏ của mình á. Ý là ở nhà em á, bữa hỏi mình như là phát như cũng còn ở nhà không nhớ, không biết còn không. Để em về em coi coi còn rồi chắc cũng phải đem, nếu mà có thì mình đem xuống vài cây để đem xuống cho giữ cho khán giả. Đúng rồi. Bây giờ đem nắng quá. Giữ cho. Để em về em hỏi. Chỉ còn có một cây vậy. Để em về em hỏi ý kiến á. Để mình ý là dù hôm bữa phát á em nhớ hình như là còn mà không biết còn. Để về coi coi, để ra phía sau mình đem xuống đây để che khán giả đó. Nay bắt đầu trở lên là nắng dữ lắm. Nắng quá người ta về người ta che chụp hình rồi đó. Ờ. Móc gì? Móc gì? Móc dù. Nay nắng lắm. Mấy khán giả về giếng nắng quá người ta cũng không có ở được lâu. Về nắng quá cái là diễn đại rồi đi hút nhang cái đi nè. Mấy cây bông ngày nay cũng đang quyêu quyêu hết rồi nè ha. Bông nó da màu hết rồi đó chị. Nay muốn quyêu lại hết rồi ha. Do chắc có mùa sương sáng nữa chị. Đúng rồi chứ nay đâu có tháng mưa nữa đâu. Nay nắng rồi. Tháng này tháng nắng. Nay tháng nắng rồi. Ở đây cái video đầu tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.